Yêu bạn đấy không? Có. Thế á? Thế mẹ cho chị lấy bạn đấy nhá. Con không phải lấy chồng, con chỉ là bạn bè thôi. Thế sao không lấy bạn đi đi? Không. Thế là bạn bè là cái gì? Là bạn bè với nhau thôi. Thế sao còn con yêu bạn đấy? Hả? Con chị cái gì em bố? Ngồi mẹ hỏi nào, mẹ hỏi tiếp nào. Mẹ hỏi nào. Nào mẹ hỏi. Chíp chíp. Thế ai bảo con là con yêu bạn đấy? Tại vì bọn con chỉ là bạn bè với nhau. Mẹ chụp ảnh ạ. Không, mẹ không chụp ảnh, mẹ đang quay thôi. Quay con á? Không, mẹ quay bố. Quay con. Ăn tùm lâm. Ăn tùm lâm á? Vâng. Thế bạn ngoan ngoan không? Có. Nhìn đường trong đây này mẹ. Thế bạn có học giỏi không? Có. Thế ai bảo con đấy là yêu? Con chỉ là bạn bè với nhau thôi. Sao không yêu? Con không phải là tình yêu, con chỉ là chơi bạn bè với nhau thôi. Thế sao nãy con bảo con yêu? Con chơi bạn nè. Thế con bảo con yêu bạn với bố à? Xong bạn Văn Tùng Lâm không lại chơi con, không lại chơi con rồi. Thế á? Hay là mẹ bảo bạn Văn Tùng Lâm về ở với con nhé. Làm sao? Sợ nào? Con sợ cái gì? Cho chip như kiểu cô dâu 8 tuổi đấy. Không. Thế bây giờ làm sao? Nhưng mà phải xây nhà ri cô. Xây nhà riêng á? Xây nhà ri. Nhà ri là nhà gì? Nó to như này nè. Thế á? Để con chơi bạn Văn Tùng Lâm được. Chơi chứ không lấy à? Chứ đây làm cô dâu như này. Rồi. Làm sao? Qua trường này không ăn cơm với mẹ nằm ngủ. Thế là thế mai mẹ đến mẹ bảo hỏi bạn Văn Tùng Lâm. Rồi.